Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Chị Phượng ở thôn Bình Kha, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình làm giàu từ trồng rau mầm. Làng nghề gỗ mỹ nghệ Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định tạo việc làm cho nhiều lao động. Bà Nguyễn Thị Quyên, thôn Một Đan Tràng, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo. Ẩn họa những ao hồ không rào chắn tại nhiều địa phương trong tỉnh Hải Dương. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, thời gian qua, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh các giải pháp trong phát triển nông nghiệp. Huyện đã tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, tiếp tục tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay toàn huyện đã xây dựng được 18 mô hình cánh đồng mẫu với gần 570 ha có liên kết tiêu thụ sản phẩm, so với năm 2015 tăng 16 mô hình. Bên cạnh đó, Kim Bảng còn đẩy mạnh việc thực hiện tích tụ ruộng đất nông nghiệp để sản xuất nông sản sạch. Kim Bảng phấn đấu đến năm 2020 có từ 1 đến 2 mô hình sản xuất rau củ quả sạch, trồng lúa chất lượng có liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, việc ứng dụng máy móc trong sản xuất nông nghiệp đã được ngành nông nghiệp cũng như nông dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chú trọng, qua đó góp phần giải phóng sức lao động, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm qua, cùng với việc tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cũng đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Cùng với hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư quan tâm, thực hiện quyết định 318 và quyết định 46 của tỉnh, Thuận Thành cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ nông dân tích cực đầu tư thiết bị máy móc vào các khâu sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn huyện có khoảng hơn 100 máy cạt đập liên hợp, gần 200 máy cày bừa phục vụ cho việc làm đất cùng nhiều máy tuốt lúa, máy cấy. Từ 6.200 ha diện tích canh tác nhờ ứng dụng cơ giới hóa, tổng sản lượng lương thực mỗi năm của Thuận Thành đạt hơn 70.000 tấn, trong đó góp phần ổn định an ninh lương thực, an sinh xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển chung của huyện. Năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương phối hợp với huyện Thanh Hà thử nghiệm thành công sản xuất vải hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc với diện tích 1.000 m2, sản lượng khoảng 1,5 tấn. Vải thiều chính vụ trồng theo quy trình hữu cơ cho năng suất cao, chất lượng quả đẹp, ăn ngọt thanh, dịu mát và thơm. Do diện tích trồng vải hữu cơ thử nghiệm nên số lượng ít. Toàn bộ diện tích vải hữu cơ của nhà ông Nhân đã được đặt mua với giá tại vườn là 25.000 đồng một kg. Quy trình trồng vải hữu cơ an toàn cho quả vải và an toàn cho cả người trồng. Các chế phẩm sinh học không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người phun và không gây ô nhiễm môi trường. Do đó trồng vải hữu cơ còn tạo ra môi trường xanh thân thiện. Cái vải hữu cơ thí điểm đến nay là đã được thu hoạch và cái chất lượng nếm ấy, nếm thử thì rất là ngon. So với cả cái vải bình thường ấy thì nó ngọt hơn và nó thanh hơn. Đấy, thế và rõ ràng ăn vào thì chúng tôi sẽ cảm tưởng là an toàn hơn. Đấy, rất là ngon. Đấy, thế và cái sản phẩm hữu cơ này đấy thì cũng rất là mong muốn là sẽ tiếp tục cùng với cả công ty GreenPath sẽ phát triển trong cái niên vụ vải tiếp theo để phục vụ cho cái xuất khẩu. Và theo những cái khách hàng mà đã có cái liên kết cùng với công ty GreenPath. Từ quy trình trồng vải hữu cơ của gia đình ông Nguyễn Đức Nhân và một số hộ khác ở huyện Thanh Hà, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ xây dựng đề án trồng vải hữu cơ trên diện rộng, phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang Mỹ và các thị trường khó tính khác. Hiện nay, nhiều hộ dân tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đang bắt đầu thu hoạch sen. Sen là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, trung bình mỗi sào, bà con thu lãi từ 1,5 đến 2 triệu đồng, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Vụ sen năm nay, huyện Kim Động trồng được hơn 15 ha, tập trung nhiều ở xã Ngọc Thanh, Chính Nghĩa và Lương Bằng. Sen thu hoạch bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 8 dương lịch. Người trồng thu hoạch hoa và bắp sen để bán. Bình quân mỗi sào cho thu khoảng 2.000 bông hoa sen và 85-90 kg hạt sen tươi. Hiện thương lái thu mua với giá bình quân từ 20.000 đồng trên 10 bông sen và 20.000 đồng 1 kg hạt sen tươi. Trung bình vụ sen năm nay, bà con thu lãi khoảng từ 1,5 đến 2 triệu đồng một sào. Tiêu biểu như hộ anh Trịnh Văn Dũng, thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh với diện tích hơn 10 mẫu sen, dự kiến năm nay gia đình anh cho thu hơn 180 triệu đồng.
Từ việc trồng vài cây rau mầm cho con ăn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Vượng ở thôn Bình Khang, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã tận dụng diện tích 25m² sân sau nhà để trồng rau mầm. Với thời gian thu hoạch ngắn, tiết kiệm chi phí đầu tư diện tích, mỗi ngày chị cung cấp cho thị trường khoảng 10 đến 15kg rau mầm các loại và mang lại thu nhập từ 300 đến 600 nghìn đồng. Ban đầu chị Phượng chỉ trồng rau mầm để nấu cháo ăn dặm cho con. Cùng với niềm yêu thích làm nông nghiệp, năm 2017, được sự hỗ trợ vốn từ Hội Phụ Nữ xã Khánh Thượng và của gia đình, chị quyết định chuyển sở thích nhỏ thành công việc nghiêm túc. Chị mày mò tìm hiểu từng hạt giống giá thể khác nhau, nghiên cứu trên mạng Internet xem hạt giống nào sản xuất rau mầm tốt, giá thể cũng vậy. Theo chị Phượng, rau mầm rất dễ trồng, tốn ít chi phí, chủ yếu là công chăm sóc, hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay thuốc kích thích sinh trưởng và nước tưới phải sạch. Và nhờ sử dụng các khay để trồng nên không tốn quá nhiều diện tích. Rau mầm là một loại thực phẩm dễ chế biến, dễ sử dụng, có nhiều tác dụng hữu ích đối với sức khỏe nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Mỗi ngày chị Phượng bỏ 2kg hạt rau, cho ra từ 10 đến 15kg rau mầm các loại, gồm rau mầm củ cải trắng, củ cải đỏ, rau cải ngọt, rau muống, thu nhập từ 300 đến 600 nghìn đồng một ngày. Hiện nay thị trường tiêu thụ chủ yếu là ở các nhà hàng, quán nhậu và các gia đình trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, chị Phượng còn cung cấp cả hạt giống và giá thể cho người dân có nhu cầu trồng rau mầm tại nhà. Đây là cái mô hình mới mà mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thì sau cái đợt cái mô hình này thì chúng tôi sẽ về tuyên truyền vận động chị em sẽ tổ chức tham quan mô hình và sẽ nhân ra diện rộng. Để tôi cũng nghĩ rằng là cái mô hình này là cái mô hình rau sạch để đảm bảo cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho chị em phụ nữ dễ phát triển để làm giàu và tăng thu nhập phát triển kinh tế cho gia đình. Thời gian tới thì tôi định mở rộng thị trường. Và tôi đang làm một cái mô hình nhà kính, nhà lưới để sản xuất với công suất được nhiều hơn. Tôi mong muốn là hỗ trợ thêm một phần vốn cho tôi để tôi phát triển về sản phẩm. Và tôi cũng mong muốn là được hỗ trợ về như là tem mác, dán nhãn để tôi có thể vào được các siêu thị và các cửa hàng rau sạch. Bởi vì thực sự là rau của tôi rất là đảm bảo. Trong thời gian tới, chị Phượng sẽ mở rộng quy mô sản xuất, phấn đấu xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm để rau mầm ngày càng vươn xa, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Là nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Hải Minh, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, có đến 90% lao động trong xã tham gia sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ thủ công. Tổng thu nhập ở các hộ làng nghề trung bình một năm đạt hơn 77 tỷ đồng, chiếm 45% tổng thu nhập toàn xã, được Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu công nhận danh hiệu làng nghề thủ công truyền thống vào năm 2011. Để làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ phát triển, đến nay xã Hải Minh, huyện Hải Hậu đã xây dựng được 2 cụm công nghiệp, trong đó cụm công nghiệp số 1 đã đưa vào sử dụng từ năm 2005 với 20 cơ sở sản xuất kinh doanh trên tổng diện tích 2,4 ha. Cụm công nghiệp số 2 đã hoàn thành và bàn giao đưa về mặt bằng với diện tích 4 ha. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, những năm qua các hộ sản xuất dần chuyển đổi theo phương pháp từ truyền thống sang chuyên môn hóa và một số công đoạn của sản phẩm, liên kết sản xuất tạo sản phẩm hoàn chỉnh. Với cách làm này, không những giảm chi phí đầu tư cho thiết bị máy móc, tạo sự chuyên nghiệp, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm mà còn đảm bảo lượng hàng cần thiết theo yêu cầu của khách hàng. Mặc dù điều kiện kinh tế không mấy dư giả, tuy nhiên 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Quyên ở thôn Một Đan Tràng, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vẫn âm thầm công tác từ thiện nhân đạo tại địa phương. Cụ Nguyễn Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Nụ thôn Một Đan Tràng là những gia đình được bà Quyên hỗ trợ hàng tháng với số tiền từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nhiều gia đình khác hàng tháng được bà giúp đỡ gạo, tặng vật dụng gia đình, tặng con giống, ngày công lao động. Cứ thế, bà Quyên âm thầm lặng lẽ giúp đỡ những người nghèo. Đây là số tiền bà Quyên chất chiêu dành dụm để trao tận tay những hoàn cảnh còn khó khăn. Tính từ năm 2011 đến nay, với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 1 Đan Tràng, bà Quyên đã giúp đỡ được hơn 10 hội viên phụ nữ tàn tật, hoàn cảnh kinh tế khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống như chị Nguyễn Thị Hằng, Bùi Thị Lương.
ta yếu đau không làm được, tôi đến tôi giúp đỡ người ta, với cả là tôi bảo ban cách người ta làm, rồi giúp đỡ con giống, hạt giống, bảo người ta cách chăn nuôi. Với những việc làm ý nghĩa của mình, bà Quyên đang gom góp những yêu thương, sẻ chia yêu thương đến cộng đồng. Trong thời gian qua, có hàng chục bệnh nhân được cứu sống từ những giọt máu của những người thầy thuốc. Những nghĩa cử cao đẹp này làm tôn vinh thêm tính nhân văn hết lòng vì người bệnh của các cán bộ y tế. Phong trào hiến máu cứu người của cán bộ ngành y tế đã và đang được lan tỏa. Tất cả các bệnh viện đều thành lập những câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Nhiều cá nhân thầy thuốc đã thường xuyên cho máu của mình để cứu sống người bệnh, như bác sĩ Nguyễn Văn Hướng, khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tứ Kỳ đã 19 lần cho máu. Anh Trần Mạnh Hà, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 14 lần cho máu bệnh nhân. Anh Đinh Xuân Quảng, Bệnh viện Đa khoa Gia Lộc 8 lần cho máu bệnh nhân. Trung bình mỗi năm, cán bộ ngành y tế Hải Dương tham gia hiến trên 200 đơn vị máu trong các đợt hiến máu do Ban chỉ đạo tỉnh phát động. Ngoài ra, có vài chục đơn vị máu của các cán bộ y tế cho trực tiếp bệnh nhân trong quá trình cấp cứu khẩn. Từ lực lượng câu lạc bộ hiến máu, chủ yếu là đoàn viên thanh niên, đến nay, nhiều bệnh viện đã vận động tới 90% cán bộ y tế sẵn sàng tham gia hiến máu. Trong tương lai, thì để theo làm đúng cái quy chuẩn và đảm bảo cái cấp cứu người bệnh, thì chúng tôi cũng có đề xuất là với ngành sẽ có một cái giải pháp đấy, có thực hiện các cái triển khai các cái lượng máu trữ cho các bệnh viện, bởi vì thực ra là với các bệnh viện tuyến huyện chúng tôi là cái lượng máu trữ là có lẽ là cũng chưa có, do vậy mà cũng muốn có cái lượng máu trữ thường xuyên đấy, khi có những cái bệnh nhân cấp cứu thì chúng tôi có cái nguồn máu để cứu sống được bệnh nhân ngay. Hiến máu cứu người là nét đẹp mang đậm tính nhân văn của người thầy thuốc, góp phần đem lại sự sống, niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình người bệnh. Từ nguồn vốn xã hội hóa, nhà thiếu nhi huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã lắp đặt một bể bơi thông minh với diện tích 200m2. Đây thật sự là niềm phấn khởi không chỉ đối với các em nhỏ mà cả các bậc phụ huynh trong dịp hè này. Tại đây, ngoài việc mỗi ngày bể bơi thu hút từ 70 đến 100 lượt trẻ em tới bơi, từ hoạt động hiệu quả của những bể bơi thông minh đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào bơi của trẻ em trên địa bàn huyện. Hè đến cũng là thời điểm gia tăng những vụ tai nạn thương tích ở trẻ, nhất là những vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Tính riêng trong năm 2017, toàn huyện Yên Mô xảy ra 4 vụ tai nạn đuối nước, do đó tăng cường công tác dạy bơi cho trẻ là việc làm cần thiết, đồng thời nơi đây cũng là nơi vui chơi giải trí cho trẻ trong những ngày hè. Từ mô hình bể bơi thông minh tại nhà thiếu nhi huyện đang được nhân rộng ra các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mô. Hiện nay, ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn rất nhiều ao hồ, ngay trong các thôn làng, khu dân cư, không được kè bờ, dựng rào chắn, dẫn đến rất nhiều nguy cơ đuối nước cho không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn. Đối với nhiều địa phương, hoàn thành xây dựng nông thôn mới bên cạnh hàng nghìn mét đường bê tông sạch đẹp vẫn ẩn chứa nhiều nguy cơ đuối nước. Để phòng chống tai nạn do đuối nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các ngành vào cuộc có những chương trình đồng bộ giúp cho trẻ em hạn chế thấp nhất tai nạn thương tích nói chung, tai nạn đuối nước nói riêng. Tuy nhiên, trong thực tế, những bờ ao hồ không có rào chắn vẫn đang hàng ngày, hàng giờ là cái bẫy chết người, nhất là đối với trẻ em. Nỗi lo đuối nước vẫn thường trực đối với các bậc phụ huynh, vì vậy vấn đề này rất cần được các địa phương quan tâm và khẩn trương xử lý. Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, công tác phổ cập giáo dục được thực hiện toàn diện và đạt kết quả bền vững. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Trực Ninh liên tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đổi mới giờ sinh hoạt lớp, giờ chào cờ đầu tuần, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý và giáo viên trong quản lý giáo dục học sinh, nhất là đối với giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, khơi dậy tinh thần hiếu học của học sinh. Đối với các bậc học, ngành giáo dục đào tạo huyện Trực Ninh cũng phối hợp với các địa phương tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Toàn huyện có 63 trên 82 trường đạt chuẩn quốc gia, 38 trường đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn.
tại trường Trung học cơ sở Thái Thượng, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thái Bình phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Thái Thụy tổ chức lễ phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. Thực hiện chiến dịch, tất cả các địa phương, đơn vị y tế trên địa bàn huyện Thái Thụy tập trung giám sát, phát hiện sớm nhất các ca bệnh, ổ dịch, yếu tố nguy cơ gây dịch ngay từ gia đình và cộng đồng. 100% xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền rửa tay bằng xà phòng đến các thôn xóm, hộ gia đình. 100% các cơ sở y tế, giáo dục và các ngành, các cơ quan đoàn thể thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường tại đơn vị. Ngay sau đó, các cán bộ y tế và người dân trong khu vực đã cùng tham gia hoạt động tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc mũi phòng chống dịch tại nơi công cộng. Thực hiện đề án sử dụng sản phẩm Sumichi để xử lý tơm gốc xạ sau thu hoạch lúa giai đoạn 2017-2021. Vụ mùa này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên đã triển khai xử lý tơm gốc xạ sau thu hoạch cho 600 ha ở 12 xã của 8 huyện. Chuyển từ vụ xuân sang vụ mùa là thời điểm rất gấp rút, gốc rạ chưa phân hủy hết dẫn đến tình trạng đất chưa kịp ngấu kỹ, sau khi cây lúa sẽ bị vàng sinh lý, kém phát triển, thậm chí bị chết do ngộ độc chất hữu cơ, đồng thời nguồn sâu bệnh hại sẽ tồn lưu trong rơm rạ, gây hại cho vụ mùa. Thực hiện quyết định số 1908 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án sử dụng sản phẩm Sumichi để xử lý rơm gốc rạ sau thu hoạch lúa giai đoạn 2017-2021. Ở vụ mùa này, tỉnh đã hỗ trợ nông dân xử lý rơm gốc rạ sau thu hoạch với diện tích 600 ha, trong đó là sử dụng chế phẩm vi sinh Sumichi trộn với cát, đất bột hoặc phân bón rải đều trên ruộng trước hoặc sau khi dập rạ lần đầu, hoặc trộn chế phẩm với phân bón khi bón lót hoặc bón thúc và sử dụng chế phẩm trộn với mộng mạ để gieo thẳng. Dùng chế phẩm này sẽ không cần phải đốt rơm dạ để lại trên ruộng xử lý đơn giản hơn, biến rơm dạ thành phân bón ngay tại ruộng, tận dụng nguồn dinh dưỡng có sẵn trong rơm dạ. Rơm dạ và các chất hữu cơ trong đất phân hủy nhanh, hạn chế hiện tượng ngộ độc hữu cơ, cây trồng không bị vàng lá nghẹt rễ, bộ rễ lúa phát triển tốt, cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Nấm đối kháng sẽ ngăn chặn sự phát triển của các loài vi sinh vật gây bệnh, giúp tăng khả năng chống chịu của cây trồng với bệnh hại. Mới đây, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an truyền đạt các nội dung, vị trí tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, một số kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng điện, thiết bị điện, phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng xăng dầu và khí đốt hóa lỏng, các phương tiện dụng cụ chữa cháy thông dụng, quy trình chữa cháy đối với cơ sở. Bên cạnh phần lý thuyết, phần thực hành sử dụng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy được diễn ra ngoài trời. Các học viên đã hoàn thành tốt các nội dung dưới sự hướng dẫn của giảng viên Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cán bộ chiến sĩ phòng PC66 Công an Hà Nam. Thông qua lớp tập huấn, các học viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, từ đó vận dụng những kiến thức kỹ năng đã được trang bị, chủ động tham mưu với địa phương, doanh nghiệp, đơn vị mình, xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp, tránh những trường hợp đáng tiếc do hỏa hoạn xảy ra. Xác định tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Những năm qua, lực lượng chức năng của địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định đã thường xuyên quan tâm và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở và đội ngũ dân phòng làm nòng cốt của phong trào. Là phường nằm ở trung tâm của thành phố Nam Định với 2.300 hộ dân, hơn 7.000 nhân khẩu, trên địa bàn phường Vị Hoàng có đông hộ dân kinh doanh buôn bán, tập trung chủ yếu ở tuyến đường Hàn Thuyên. Trong đó, nhiều hộ kinh doanh các mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao như đồ gỗ, đồ gia dụng, ba lô, cặp sách và quần áo các loại. Từ đầu năm 2018 đến nay, với việc nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ, tổ dân phố 9 nói riêng và phường Vị Hoàng nói chung, chưa để xảy ra vụ cháy nổ nào trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức tập huấn về kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng tham gia chữa cháy và cán bộ nhân dân trong phường, các hộ buôn bán kinh doanh các mặt hàng dễ gây cháy nổ.
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư. Nhờ chủ động trong phòng chống cháy nổ, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Vị Hoàng luôn được giữ vững và ổn định. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.